Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ phối hợp với Đảng ủy xã Long Tân tổ chức bàn giao gắn biển công trình đường cờ Tổ quốc trong tim tôi tại địa bàn ấp Tân Thuận, xã Long Tân. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Công trình đường cờ Tổ quốc trong tim tôi, gồm 50 trụ cờ và cờ Tổ quốc trên tuyến đường dài hơn 1 km. Tổng kinh phí thực hiện công trình hơn 15 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 10 triệu đồng. Kinh phí còn lại do chi bộ ấp Tân Thuận vận động cán bộ đảng viên và nhân dân đóng góp. Thì đối với chi bộ ấp Tân Thuận thì được triển khai cho đảng viên trong chi bộ, đồng thời là triển khai đến các cô chú tổ dân cư thì vận động bà con nhân dân là chung tay hỗ trợ về một phần kinh phí để thực hiện là thi công hoàn thiện cái tuyến cờ. Thì theo cái mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cái phong trào là xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thì để duy trì các cái tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và tạo cảnh quan môi trường, rồi cũng như là khơi dậy cái tinh thần yêu nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn ấp, thì mang lại cái ý nghĩa rất là to lớn trong cái công tác là xây dựng gắn cái tình đoàn kết, gắn bó giữa đảng và nhà nước với nhân dân. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực phấn đấu là sẽ triển khai mô hình tại các xã xây dựng nông thôn mới bằng những cái việc làm thiết thực cụ thể từ cái mô hình đường cờ Tổ quốc trong tim tôi. Có nghĩa rằng là không phải là chúng tôi đến với những cái địa phương xã còn lại chúng tôi cũng làm đường cờ, nhưng mà chúng tôi sẽ có nhiều cái mô hình khác để thực hiện cái hai phong trào nói trên. Một là cán bộ đảng viên tiên phong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và hai là tham gia phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.